Vâng, cảm ơn Annie Tố Quyên đã gửi cho chúng ta cái không khí Tết tại Chùa Việt Nam. Và kính thưa quý vị, thì mỗi lần đón Tết thì chúng ta không chỉ hướng về những cái người mà chúng ta đang còn sống, mà chúng ta còn bao hàm cả những cái người đã khuất. Thì cái phong tục đó thể hiện rất là rõ ràng trong phong tục ngày Tết. Dạ vâng, đúng như chị Thùy Nga vừa nói, thì một trong những cái công việc quan trọng của người Việt trong những ngày đầu năm, và cũng có thể nói là trước cái đêm giao thừa, đó là cái công việc mà trang hoàng nhà cửa và dọn dẹp nhà cửa để mà đón Tết. Vâng, đúng rồi Ngọc Trâm. Kính thưa quý vị, thì cái nơi mà khi mà quý vị đi vô nhà một ai đó vào ngày dịp Tết á, thì quý vị thấy là cái nơi đó được trang hoàng rất là nghiêm trang, cẩn thận. Thì đó là cái bàn thờ gia tiên. Mà tại vì cái bàn thờ gia tiên là cái nơi để mà ông bà tổ tiên chúng ta quay trở về sum họp cùng con cháu trong ngày dịp Tết. Dạ vâng, trong chủ đề của chương trình hôm nay đó là Tết đoàn viên, thì Ngọc Trâm cùng với Thùy Nga xin mời quý vị cùng gặp gỡ với phóng viên Minh Huy tại Việt Nam để xem hôm nay Minh Huy sẽ chia sẻ quý vị câu chuyện gì và sẽ đưa quý vị đến với những vùng đất nào tại quê hương Việt Nam nhé. Minh Huy mến chào chị Thùy Nga và Ngọc Trâm. Kính thưa quý vị, lời đầu tiên Minh Huy xin được kính chúc tất cả quý vị khán giả quý đồng hương đang theo dõi chương trình Xuân Đất Khách Nhớ Tết Quê Hương trên đài truyền hình tuổi trẻ hải ngoại BWIN TV 57.3 có một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Kính thưa quý vị, với người con đất Việt thì Tết mang rất nhiều ý nghĩa. Tết là thời điểm kết nối giữa quá khứ với hiện tại và Tết mở ra đường hướng mới cho tương lai. Và ngày Tết còn có một ý nghĩa quan trọng hơn, đó chính là sự trở về đoàn viên sum họp bên gia tộc và gia đình của mình. Và có thể nói thật buồn thay khi chúng ta không được đón Tết bên cạnh người thân, gia đình và ngay trên chính quê hương của mình. Nhưng Minh Huy hy vọng chương trình Xuân Đất Khách Nhớ Tết Quê Hương sẽ là một món ăn tinh thần đầy ý nghĩa cho tất cả quý vị khán giả quý đồng hương trong ngày Tết. Và ngày hôm nay thì Minh Huy xin dành tặng một món quà cho tất cả những quý vị nào sinh ra và lớn lên ở miền Tây sông nước nói chung, và đặc biệt là những người con của quê hương xứ dừa Bến Tre. Và chúng ta sẽ cùng đến với Bến Tre để nhìn ngắm quê hương mình đang thay một chiếc áo mới chào xuân. Nếu ví Bến Tre như một tấm lụa màu xanh rợp bóng dừa trải dài bên dòng sông Hàm Luông, thì làng hoa Chợ Lách cũng như là những họa tiết hoa văn muôn sắc muôn màu thêu dệt cho tấm lụa kia thêm sinh động và rực rỡ với những thảm hoa trải dài vô tận. Mỗi độ xuân về, xóm làng Chợ Lách lại nhộn nhịp với ngàn hoa khoe sắc. Chợ Lách là nơi sản xuất cây giống và cây cảnh lâu đời nhất của miền Tây. Nơi đây được xem là xứ sở của hàng ngàn loài hoa kiểng và là nơi chuyên cung cấp các loài hoa kiểng mỗi mùa Tết, không chỉ cho đồng bằng sông Cửu Long mà còn xuất đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc và cả thị trường hải ngoại. Ở Chợ Lách không chỉ có nhiều loại hoa đẹp mà còn rất nổi tiếng với nghề uốn kiểng thú, với những nghệ nhân làm kiểng thú nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Kính thưa quý vị, nhìn những sắc hoa xuân trăm hoa đua nở thì chúng ta cảm thấy lòng mình trở nên rạng rỡ hơn. Và Tết không chỉ đến trong từng cánh hoa xuân mà Tết còn đến trong chính tâm hồn của chúng ta. Ngày Tết là ngày kết thúc những gì đã qua và chúng ta mở ra một điều mới cho những năm mới. Chính vì vậy, mỗi khi xuân về Tết đến thì chúng ta cùng làm mới mình và mở lòng, đối xử rộng lượng và nhân hòa với tất cả mọi người, xóa bỏ những khúc mắc, những tì hiềm của năm cũ để chờ đón một năm mới thật nhiều tài lộc và cát lợi. Kính thưa quý vị, hy vọng tất cả những gì tươi đẹp nhất sẽ đến với tất cả quý đồng hương của chúng ta đang theo dõi chương trình Xuân Đất Khách Nhớ Tết Quê Hương trên đài truyền hình tuổi trẻ hải ngoại BWIN TV 57.3. Và giờ đây thì chúng ta cùng đi sâu hơn vào trong chợ hoa xuân bên dòng sông Hàm Luông thân thương hiền hòa của xứ sở Bến Tre, để chúng ta sẽ cùng đón Tết với đồng hương tại đây cũng như nghe những tâm tình của quý vị đồng hương quý vị nhé.
Kính thưa quý vị, là ngày xuân với người dân của mảnh đất phương Nam hiền hòa bên chính dòng sông thì không thể nào không có một chậu hoa mai ở trong nhà được. Chính vì vậy mà hoa mai được bày bán khá nhiều tại chợ. Bên cạnh đó thì hoa cúc cũng như là hoa vạn thọ tượng trưng cho sự trường thọ cũng được bày bán rất là nhiều trong chợ hoa. Và không biết là cái quầy này ai bán đây? À, xin chào chị. Dạ, chị có thể gửi một lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang coi chương trình này cách chị nửa vòng trái đất nha, ở Mỹ á chị. Dạ, xin chào quý vị. Dạ. Mình bán cái lô bông này. Dạ, chị ơi, cái bông này là bông ở nhà mình tự trồng luôn hay sao chị? Dạ, mình trồng ở nhà dạ. Dạ, nhà mình trồng ở đâu vậy chị? Dạ, mình trồng ở Cái Mơn, Vĩnh Thành Cái Mơn. À, ở Cái Mơn là ở thuộc tỉnh nào chị? Dạ, tỉnh Bến Tre mình nha. Dạ, dạ. Cái Mơn của Bến Tre. Dạ. À, em chắc em không biết địa danh ở đây. Dạ. Xin lỗi chị nhưng mà không sao. Bây giờ chị có thể chia sẻ là chị kỳ này chị bán những cái loại nào, chị giới thiệu đến tất cả quý vị khán giả biết đi. Dạ, em bán mai rồi bán cúc và bán nhạn thọ nha. Mai cúc vạn thọ. Như vậy thì mỗi một cái loài bông có một ý nghĩa riêng, thì chị có biết cái ý nghĩa đó không? Chị chia sẻ đi. Dạ, mai thì em biết là may mắn mang đến tài lộc cho mọi nhà. Dạ, còn hoa cúc? Dạ, hoa cúc thì cũng đó là một cái điều may mắn. Và vạn thọ thì mang đến sự trường thọ đúng không? Sự trường thọ cho mọi người. Dạ vâng. Như vậy thì mỗi một năm chị bán thì không biết đến năm nay chị bán được bao nhiêu năm rồi? Dạ, em bán có tới 10 năm rồi. Trên 10 năm rồi. Thì chị thấy là cái nghề trồng hoa của mình có cực không? Bây giờ chị tâm tình với tất cả quý đồng hương đi. Trồng hoa này cực dữ lắm anh ơi. Khi mình bán thì giá từ 60-70-80 tới lên mới có lời được chút đỉnh thôi. Chứ còn mà 50 tới xuống mà mình bán cảm thấy là mình không có lời nữa. Dạ. Làm vạn thọ này mình nói cực là, nói là từ ngày cho tới 12 giờ cho thể có thể làm tới giờ đó nữa. Dạ cực vâng. Ồ chị cực vậy sao mình vẫn tiếp tục trồng hoa, mình không trồng cái gì khác hay không bán gì khác cho nó dễ bán thì, và dễ lời hơn. Dạ. Dạ thì cuối năm đó thì mình cũng muốn mang đến bông hoa có mùa xuân đến cho mấy ngày Tết cho mọi nhà. Cho nên là mình trồng bông hoa cho mọi người có trưng bày vậy đó. Dạ, như vậy thì bây giờ chị gửi một cái lời chúc mừng năm mới đến tất cả những quý đồng hương đang theo dõi chương trình ngày hôm nay ở cách xa chị nửa vòng trái đất ạ. Xin mời chị gửi lời chúc mừng năm mới. Dạ, năm mới xin chúc mừng mọi người được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, làm ngày càng phát đạt hơn. Dạ vâng, còn với cá nhân chị thì chị có một ước mong gì trong dịp năm mới không để có thể có được một năm tốt đẹp hơn? Mình ước mong là mình bán được mau hết và cái bông này đặng về ăn Tết với mọi người thôi. Dạ vâng, hy vọng là chị sẽ được về ăn Tết sớm. Nhưng mà Minh Huy rất là cảm ơn những gia đình trồng hoa như nhà chị. Bởi vì chị biết tại sao không? Chính chị là người mang những cái sắc xuân đến từng cái gia đình của người Việt Nam chúng ta. Bởi vì Tết không thể nào không thiếu bông được. Cho nên là chị ở đây bán mặc dù không ăn Tết như mọi người, nhưng mà chị cũng đã đón một cái Tết đầm ấm bên tất cả mọi người, những khách hàng của chị rồi nha chị. Cảm ơn chị rất nhiều. Mình làm mấy cái công việc này nó cực nhọc lắm. Làm tới 11-12 giờ. Dạ. Kính thưa quý vị, là một chút tâm tình với người trồng hoa cũng như bán hoa trong dịp Tết, thì quý vị có thể thấy là những người đã mang sắc xuân đến cho gia đình của chúng ta trong ngày Tết, nhưng mà lại đổ rất nhiều mồ hôi công sức, phải chuẩn bị rất là lâu mới có thể cho ra những cánh hoa tươi đẹp như thế này. Và quý vị cũng vừa thấy là một chút tâm tình sau hậu trường với những giọt nước mắt bởi vì sự cực khổ nhọc nhằn, nhưng mà giá bán lại không được cao. Bên cạnh đó thì không có được đón Tết sớm chuẩn bị cho nhà cửa của mình như bao nhiêu gia đình khác, đó cũng là một sự hy sinh. Và hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ luôn trân quý những cái cánh hoa này, bởi vì trong đó đã chứa đựng rất nhiều những giọt nước mắt, những mồ hôi của những người đã hy sinh công sức để trồng ra những bó hoa tươi đẹp ấy. Kính thưa quý vị, là dạo quanh một vòng chợ hoa thì Minh Huy thấy là có rất là nhiều loại hoa lạ mà Minh Huy không có biết tên. Thì cô ơi, cô đang lựa hoa này là hoa gì vậy cô? Hoa cát tường. Hoa cát tường, cái tên nghe cũng rất là hay. Thì không biết là cô đã trưng hoa cát tường bao giờ chưa cô? Dạ, cô có trưng rồi, năm rồi tôi cũng trưng, rất là đẹp mà nó bền. Dạ, tức là chăm sóc tối mình chịu khó bưng ra phơi sương rồi cho nắng chút xíu xong mình lựng vô. Dạ, dạ. Bây giờ con có điều này con hỏi cô nha, không biết là năm vừa rồi là một năm như thế nào với cô, có nhiều niềm vui, nhiều may mắn không cô? Nói chung là cũng may mắn, cũng vui vẻ. Dạ, như vậy thì bước sang năm mới thì cô trưng hoa cát tường. Hoa cát tường cũng nghe có một ý nghĩa gì đó, nó cho sự trường thọ, phúc lộc, may mắn. Thì không biết là cô có ước mong gì cho năm nay ạ?
Cô ước mong là sức khỏe là trên hết. Dạ. Gia đình sức khỏe, gia đình vui vẻ hạnh phúc, sức khỏe là trên hết. Dạ. Mỗi ngày Tết đó thì cái điều mà cô thường làm là gì? Bên cạnh cái việc dọn dẹp nhà cửa cúng ông bà tổ tiên thì ngoài ra cô còn làm điều gì đặc biệt nữa không? Cô đi chùa. Dạ. Trước tiên là ngày mùng 1 là cô thăm viếng ông bà hết, thắp nhang thăm viếng ông bà ngày mùng 1 là ngày cho gia đình. Dạ. Ngày mùng 2 là cô đi tranh thủ là cô đi chùa, là mùng 1 cô cũng đi được 10 chùa. Ồ, đi 10 kiển chùa luôn. 10 cảnh chùa. Dạ, thưa cô là 10 cảnh chùa như vậy thì có ý nghĩa gì với cá nhân cô? Nói chung là mình cứ nghĩ rằng đi chùa lễ Phật để cầu sức khỏe cho gia đình nói chung. Dạ. Vậy thôi. Dạ vâng, như vậy thì bây giờ cô nhìn vào ống kính nha và cô gửi một cái lời chúc mừng năm mới đến đồng hương của mình. Thì cũng giới thiệu với cô, đây là đài BWN TV ở Houston của Hoa Kỳ, cách đây nửa vòng trái đất lần. Thì cô gửi lời chúc mừng năm mới cũng như là một ước mong của cô với những người đang đón Tết xa quê thưa cô. Sang năm mới cô cũng chuyển lời hỏi thăm sức khỏe đến tất cả đồng bào Việt Nam mình trong nước và ngoài nước, được dồi dào sức khỏe, làm ăn tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý. Dạ vâng, và một lần nữa thì BWN TV 57.3 xin chúc cho gia đình của cô sẽ có một năm mới vạn sự như ý và phát lộc phát tài. Riêng cá nhân cô thì có thiệt nhiều sức khỏe. Cảm ơn.